Người rừng ơi, anh về rồi. Anh có mua bộ đồ cho em với lại một cốc chè. Em ăn này. Wow, em vui hay. Thôi, vào đây anh lấy chè cho em ăn nhá. Wow, đúng là em trai của anh. Em đẹp trai thế. Thôi đi, anh lấy chè cho em sẵn rồi. Ngồi trong này nào. Em thử một miếng xem sao. Chè có ngon không nào? Thế thế nào? Thử đi một miếng ở này. Wow. Bây giờ em tự ăn để anh đi làm nhé. Bye bye. À, cái thằng rừng, mày xong đời rồi.